Hello anh em, bà con, cô bác nha. Em Thành Bến Tre gửi lời chào thân thương. Chiều hôm nay mình đang có mặt tại cửa hàng của mình. Hôm nay không đi đâu hết, sáng giờ ở nhà tiếp khách. Thì bây giờ em sẽ chờ thử em xe La City nhập của em nè. Số tự động bán 235 à. Tự động của mình còn nhiều á. Như trong ghi Mỹ này em bán 275 à. Mỹ nhập Mỹ 2.3, nhập Mỹ anh chị máy 2.4 ha. Full đồ chơi luôn, 6 túi khí luôn. Đời 2.3 mà đó là 6 túi khí mà em này 2.7 mà có 2 túi khí ha. Em này là Việt Nam. Việt Nam mà 2.7 nha. Em này thì có 2 túi khí rồi, bán em bán có 3.4 à. Rẻ hơn thị trường tới 7-80 triệu. Nói chung bên Thịnh bán xe giá rẻ, không phải là xe tòa ao mà rẻ. Tại vì Thịnh mua được rẻ, Thịnh bán giá rẻ với Thịnh không có cần lời nhiều ha. Chủ yếu bán được xe lẻ hay không thôi. Đó. Anh em nào có nhu cầu liên hệ cho mình ha. Số tự động bên mình cũng còn nhiều dòng lắm. Rồi bây giờ lên xe em lái thử em xe này cho anh em mình xem nè. La City nhập số tự động. Thì cái vô lăng á, bữa giờ không có nhiều anh em hỏi sao cái vô lăng nó có hình đồ bu. Thì giả sử em này là La City thì nó sẽ là vô lăng đồ bu ha. Thì được sản xuất đúng 1 năm thôi. Thì năm sau nó bán cho Chevrolet của Mỹ. Năm sau nó bán cho tập đoàn Chevrolet ha. Ngày trước nó là đồ bu, đời startup luôn nè. Thì cái này đi cho bằng đàn anh ha, đàn anh của Crew. Chạy thì êm, Crew nhiều, đầm chắc êm hơn, mạnh hơn. Em này là số tự động, máy 2.6. Xăng thì nó tầm cũng khoảng 8-9 lít. Chạy cũng nhẹ, xe cũng êm lắm, vừa phải. Máy số gầm êm, chạy cũng còn khá, luôn chống chói luôn. Chạy cũng nhẹ xe lắm anh chị, xe nhập mà, nhập Hàn Quốc. Chạy còn khá êm, xe này hộp số êm á. Dòng này nó hay bị lỗi điện với lỗi hộp số. Nhưng mà xe này thì nó chưa thấy lỗi. Chỉ thấy là nó hơi bị nóng chút xíu tại máy lạnh bị hư. Em phải mở kiến. Chắc chiều nay đem đi sửa à, tiệm mình nè ha, dễ tìm lắm. Ở miền đã dưới Tà Vinh anh em xuống chăn rồi lên á. Anh em cứ nhìn phía tay trái ha. Tới thành phố Bến Tre nhìn tay trái là thấy tiệm em à. Xe này chạy còn khá đầm với em nè anh chị ha. Buông tay chạy cũng thẳng, không xỉa không lắc. Thì anh em nào mà thích dòng này thì liên hệ ngay cho mình. Bên mình thì có hỗ trợ giao lưu mua bán trao đổi và mua xe tới nhà dân ha. Anh em nào có nhu cầu bán xe hoặc là anh em nào mà thấy ai bán chỉ mua gửi hoa hồng cho. Hỗ trợ giao lưu mua bán trao đổi xe. Xe này thì lên đồ chơi nhiều lắm anh em, lên đèn bi, cản trước, cản sau, đèn đít. Đó. Chạy còn êm lắm, em chạy thấy êm lắm. Chạy nhẹ xe êm. Lót sàn 5D luôn, full đồ chơi luôn. Đẹp lắm. Giờ mình ghé dùng đổ xăng cái mình đi làm ở lốc lạnh là nó bị lỗi lốc lạnh ha. Anh em nào có nhu cầu mua bán thì liên hệ em. Cảm ơn nhiều. Chúc anh em bà con buổi trưa vui vẻ, an lành nha.